Biệt thự nhà mái Nhật 120m² được thiết kế với kiến trúc độc đáo và sang trọng, kết hợp giữa nét đẹp của kiến trúc truyền thống Nhật Bản và phong cách hiện đại. Với tổng diện tích sử dụng 120m², ngôi nhà mang lại không gian sống thoải mái và tiện nghi cho cả gia đình. Với diện tích lớn, căn nhà này được chia thành nhiều phòng với các công năng khác nhau. Tầng 1 của căn nhà được thiết kế với không gian mở, kết hợp giữa phòng khách, bếp và phòng ăn, tạo nên một không gian rộng rãi và thoáng đãng. Phòng khách được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng với nội thất hiện đại, phù hợp để tiếp khách và tổ chức các buổi gặp gỡ, tiệc tùng. Nhà bếp được thiết kế hiện đại, tiện nghi với tủ bếp, kệ đựng đồ, bếp ga và các thiết bị điện tử giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng hơn. Phòng ngủ được thiết kế rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo không gian yên tĩnh và riêng tư cho chủ nhân. Nội thất được bố trí hài hòa, tạo cảm giác ấm cúng và thư giãn. Phòng thờ được bố trí gọn gàng, trang nghiêm với không gian tĩnh lặng, giúp gia chủ thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên và linh thiêng. Tầng 2 của căn nhà được thiết kế với một sân chơi rộng rãi và 3 phòng ngủ đầy đủ công năng. Mỗi phòng được thiết kế với không gian riêng tư, ấm cúng và tiện nghi, giúp gia chủ có những giấc ngủ ngon và sâu sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Ngoài ra tầng 2 còn có ban công được thiết kế rộng rãi, thoáng mát với tầm nhìn đẹp, giúp gia chủ có thể ngắm cảnh xung quanh, thưởng thức không khí trong lành và tận hưởng những phút giây thư giãn. Biệt thự nhà mái Nhật 120m² không chỉ mang lại không gian sống tiện nghi, sang trọng mà còn thể hiện đẳng cấp và phong cách của chủ nhân. Đây chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích kiến trúc Nhật Bản và mong muốn sở hữu một ngôi nhà đẹp, độc đáo.